là bản chất là một người xấu, mình chỉ có em thôi. Ai đã lừa tôi một vốn chị vui mà. Tôi không phải người như thế đâu, có ác như vậy đâu. Tôi gà, anh hy vọng đây là lần cuối cùng anh phải nói ra cái câu này. Đây ấy, nó là một cái hậu quả của em đó Hiền. Con tới đây đấy, con tới đây đấy. Mày đến đây để thông báo với người là ta đã kiếm được, sẽ có thể điều khiển được cơ thể của người. Mày lừa tao hả? Không, kêu mày là chỉ có một mình mày thôi mà. Nhắc tao rồi, nhắc lên cách nào nó ra được khỏi nhà tù của mình. Bạn, hay gì bạn nói chuyện thì bạn nào? Mình thấy có một người bạn tốt nữa rồi. Hai người tưởng tôi chúa trời, tôi muốn hồi sinh ai là hồi sinh được à? Rồi kỳ cái thằng mà được gọi là trưởng làng dẫn dắt mọi người thì chị cũng chỉ đứng đấy mà nói là mọi người ơi dừng lại đi, chỉ nói được những câu như thế. Thì anh muốn gì? Anh sẽ dùng bạo lực để giải quyết cái chuyện này. Em mới gọi là đỉnh cao rồi. Y chang mặt chị nó bị luôn. Ủa con này con ép chứ con hứt kiểu kì vậy. Hello cutie pie. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nappy đây nè. Trước khi vào video này các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe để ủng hộ mình lên 400.000 sub nha các bạn ơi. Và đừng có subscribe cho thằng đang ngồi cái đầu của mình đó chứ. Ok, hôm nay thì tụi mình sẽ cùng nhau thử thách xây nhà hút kia hút kia theo những cái nguyên tố rất là xịn sò của bò ở trong Minecraft. Đúng vậy. Đó chính là. Đúng rồi. Tương. Thôi mày đừng có xạo, mày đừng có xạo. Mày vô hồi nãy mày vô mày gõ vàng là mày đổi đổi bà lóc, bỏ vô lại. Đây. Em bơ rồi đi cho khác. Em vô cục kim cương. Ok ê. Chị. Gì vậy? Rồi, cướp cương ngày. Và tụi mình đã có những khoáng sạc ở trong tay rồi các bạn. Mình là kim cương, hai chi là ngọc lục bảo sau, riêng là vàng. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu xây hầm bí mật Hucky Wucky thôi nha mọi người. Let's go. Nhìn mắc cười quá à. Tụi mình đã thay skin ra để các bạn có thể nhận biết được là tụi mình sẽ xây hầm bí mật theo cái khoáng sản nào, nhìn là biết liền đúng không? Màu vàng, kim cương và ngọc lục bảo. Thì hai đứa kia nó hơi dị hợm chút. Đứa thì xịp lép, đứa thì đầu bị sưng. Còn tôi thì bình thường nè, chứ cái là răng của tôi hơi lủng hơn các bạn. Ờ, xứng răng, chị xứng răng. Bây giờ tụi mình sẽ xây hầm bí mật thôi, let's go. Let's go. A few moments later. Mình đã phát thảo ra được cái mặt của con hức kia quất kia rồi nè các bạn. Nhưng mà từ từ khoan, để mình đang suy nghĩ là mình có nên làm cái răng hai cái răng súng giống tôi không. Tôi nghĩ là tôi nên làm hai cái răng súng. Ok, ở đây mới đúng nè. Đó, hai cái răng này nó hơi thưa các bạn. Giống tôi nè. Đây, răng súng nha. Ok, tôi thấy là khá là giống tôi rồi đó. Được. Bây giờ các bạn có biết vì sao tôi lại xây cái mặt nó tít ở dưới đây không? Tại vì một tí nữa cái hầm bí mật của tôi nó sẽ nằm ở dưới lòng đất. Đó là hầm mà, đương nhiên là phải dưới lòng đất rồi. Đẹp không? Bây giờ không? Mình sẽ đào đi xuống dưới nha mọi người. Tiệt không? Tiệt không? Tiệt không? Mấy quỷ không? Mình sẽ đào đi xuống dưới nghe. Thấy chưa? Con hút kia hút kia này mới đỉnh cao nè. Nguyên một cái hầm ở dưới đây. Mày nó làm gì cười dữ ta? Con Huy của em mới gọi là đỉnh cao rồi. Y chang mặt chị nó bị luôn. Ủa con này con ép chứ con hút kia hút kia vậy. Hello cutie pie. Con này mày có thấy nó giống con ép không? Con nó không hút kia hút kia. Con nó hút kia hút kia. Bởi tao nói định. Á, mày nhìn cái đầu mày đi, cái não cái não bị sưng cho nên là nghĩ kỳ cục quá à. Cái suy nghĩ nó cứ sao á. Cái này là cái đầu con hút kia. Sầu riêng hút kia gì? Ta nhớ hút kia hút kia là kiểu mặt nó vi lai lắm mà ta sợ cái này mặt nó dung nhất vậy sầu riêng. À mặt của em là vi lai nè đúng không? Mặt của em vi lai nè. Cái này á là đây là mặt vuông các bạn. Hút kia mặt vuông và răng này ăn sô cô la và dính sô cô la. Còn cái này hàng hai chi là hút kia mặt hình thoi nha mọi người. Ai chơi con này con hút kia đúng rồi. Giờ toán học cùng Navi để hút kia hình thôi. Còn tôi mới là chính xác là hình vi lai là các bạn. Ôi ôi. Các bạn ơi. Vi lai cho phải chém. Ủa ta.
mình đã là một người đi xe lửa đi này xuống bay này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm cho nó gọi là một cái gì đó ở cái chỗ này để cho gọi là khi mình rớt xuống bay mình sẽ đi tiếp tại là căn hầm bí mật đúng không? Mình sẽ làm một căn hầm đó. Ghê trời, chị nó bị làm căn hầm luôn trời. Đây sẽ có nghe ba tử thần nha mọi người. Ghê luôn. Tuyệt vời luôn. Ngã ba tử thần. Ghê thì chị nó bị làm ngã ba tử thần rồi các kiểu luôn. Ghê. Đương nhiên. Tại đây là hầm bí mật là... đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ lấy khối kim cương các bạn. Để cho các bạn được bất ngờ thì lúc này là mình sẽ không quay cho các bạn xem đâu. Tại vì để một tí nữa hai dạ, coi nó sẽ coi bất ngờ cùng với mọi người. Ghê vậy. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Hãy đợi đó. Mình đã căn phòng kim cương rồi các bạn ơi. Các bạn thấy căn phòng này hả? Ở dù cái là ta nói sướng liền tại vì rất là giàu có đúng không? Nhưng mà cái này là chỉ là trong video clip này thôi. Tại vì bình thường làm gì được game mod 1 lấy đúng không? Đâu có thể nào mà lấy được trong game mod 1 như này đâu. Ok, bây giờ mình sẽ làm. Đây là một căn phòng mơ ước của mình nha mọi người. Có một cái giường, cái đã. Mặc dù đây là hất kia kim cương, đáng lẽ là mình phải làm mọi thứ là kim cương, nhưng mà thôi, mình sẽ giữ một chút lại cái gọi là cái màu signature của mình, đó chính là màu tím. Ok, cho nó ở đâu ta, ở chính giữa luôn hả? Thôi bên đây đi. Màu tím mộng du. Đúng rồi. Ok, ở bên đó đi. Và mình sẽ cho một mình phải để cho nó cao lên chứ mọi người. Chúng ta sẽ làm xung quanh. Đấy, xịt liền, xịt ghê dạ. Sẽ cho một tí chân dạ. Miếng vào. Ghê quá dạ. Đó, nhìn lực thấy đẹp liền. Ghê okay. Dạ. Cái bên cái giường của mình á, bình thường là mình sẽ để một cái bàn máy tính các bạn ơi. Đây là thứ không thể thiếu. Nếu như mà thiếu làm sao mình quay clip Minecraft cho các bạn xem được đúng không? Các bạn nhớ like video này cho mình để cho mình có thêm động lực quay thêm nhiều video mới hay thì là hay nha mọi người. Ok, cảm ơn các bạn. Ok các bạn ơi, và tụi mình đã xây xong hết những cái hầm bí mật hất kỳ quất kỳ rồi. Và bây giờ đến lúc tụi mình sẽ review đây các bạn. Dạ không, dạ. Thiệt chứ, lần này thì tụi bay muốn review nhà Sorry chứ. Sorry dạ, chứ hả? Không. Ok, hết thì chịu. Ok, review nhà Sorry trước luôn các bạn ơi. Đây là một con hất kỳ mặt vuông nha mọi người. Vô chỗ nào, thôi, vô chỗ nào luôn. Ôi, vô chỗ này đi vô luôn à. Đúng rồi. Vàng khe ha, yeah. Đúng là màu vàng ha. Rồi vô cái đường nào nữa. Mở cửa này FBI hả? FBI ở bên đây đó. Ủa, có gì đâu. Ê. Gì đây? Bây giờ phải vượt chướng ngại vật. Em có không hết nghe anh em. Chứ chỗ này ông lại sai cao qua đi bộ qua là cũng tới rồi. Sai cái gì á, người ta bò lết qua cái mộp luôn á cha. Ê, thiệt không? Ta bị lừa. Bị lừa. Xong rồi hả? Hết rồi hả? Không, chúng ta có một cái chỗ để có thể tận hưởng nữa nhưng mà thì mọi nước, người đâu tìm ra được. Mà. Ây da. Thì nước giả mà tận hưởng gì trời? Tận hưởng được một cái nơi resort để luôn. Mình sẽ game mod 1 sao mà mình tận hưởng rồi. Không phải, trời ơi, non. Bây giờ thay vì chúng ta đi hẳn này, chúng ta hãy đi ngược về đi. Trời. Đi ngược về. Rồi. Đây nè. Thì ra là nó giấu mấy bạn ơi, chỗ bí mật đây rồi. Thì ra. Trời ơi, ăn cho em à. Ok, nói chung là ok, ăn một cái tết rồi cả nhà ơi. Thì ai cho ăn vậy? Chỗ này của sầu riêng tương đối là nhàm chán đó em. Cái gì vậy mà nhàm chán vậy? Rồi đi đâu vậy? Rồi đố tìm được ra luôn. Nếu tối tìm được đường ra luôn. À đây nè. Ra được rồi, tôi ra được. Rồi luôn, chị nó bị sao ra được, không biết được ra rồi. Mình có một cái dễ hơn là mình sẽ bơi hay gì. Bên đây nè. Rồi chị nó bị dính chết được luôn. Chị nó bị ngáo thiệt á. Sao góc này nè. Trời, chị nó bị chết, chưa thấy nữa. Đây rồi, thằng này nó chơi cái trò dịch chữ các bạn ơi. Ngáo thật. Thôi thì tiếp theo là tới cái nhà. Cái gì ta, con hút kia hình thôi nha mọi người. Thế, đây. Đây là nhà hất kéo viên ngọc lục bảo. Cho nhìn trong bóng sáng này. Ok, rồi, cho một cái một chút magic nhìn trong bóng tối xem nào. Ôi, ở đâu tiếp nữa? Ở đây có cái nút gì được tụi bay? Có nút gì nè? Ủa gì đây? Một cánh cửa giả dối à. Một cánh cửa giả dối. Vũ ơi, lừa đảo. Một cánh cửa lừa đảo. Ủa
ôi tự nhảy vô xong kêu em lựa. Ủa kỳ ta, có ai lựa chị đâu. Ủa vậy giờ đi đâu? À ở dưới cái đồng hồ chị đó mấy ơi. Đâu à dưới cái đồng hồ. Ồ ấy da, cái gì vậy? Còn gì nữa đâu mà không phải sầu. Trời ơi, trời đất ơi, cái gì mà phải không vậy trời. Vậy là cái chỗ này là cái chỗ mà nó sẽ gài bẫy tụi mình rồi các bạn. Đây. Ai mà bị thì cứ nhảy vô thôi. Ồ chị. Còn nữa. Chỗ nữa không? Còn chỗ nào nữa không? Thấy kiếm hình đây, như là hết kiếm, rồi đó. Kiếm đây, còn một chỗ nữa, một chỗ cực kỳ đặc biệt luôn. Chỗ nào trời? À, chị Đông Mỹ đây nè chị. Ấy nữa. Ấy da. Ôi, chị Đông Mỹ ơi. Cẩn thận đây nè chị Đông Mỹ ơi. Chị tìm tay. Ôi, cái gì vậy? Ấy da. Trời ơi, một cái phòng luôn rồi. What the hell? Quán quỷ nó cài bẫy kỳ cục quá à. Ủa vậy là sao rồi đúng không? Cái nhà con hút kia quốc kia hình thon này toàn là bẫy chết người thôi các bạn. Hay đúng là các bạn qua tới cái nhà của mình nè, bẫy rất là cung te luôn nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với hút kia quốc kia xịn nhất trong ba hút kia, chứ là hút kia kim cương các bạn ơi. Ê, okay. Lê đầu trên. Ê, lê đầu nhau là không thấy gì okay. Đâu nè, nó trước á. Người kẹ ở trên sao? Kẹ dính lóc. Không sao, đi đi sao đi. Đứng chiếc xì bo, anh đây là chú nhân. Okay, xuống. Ok, đi vô, chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Chọn đi. Bên phải, lẽ phải đi, lẽ phải là đúng. À, bên đây, ê. À, trời ơi, phòng rắn, má ơi, rắn kìa. Trời ơi. Trời ơi, rắn kìa, đau quá. Nhưng mà tụi nó đâu có làm gì vậy đâu, sầu riêng. Lên đi, Jeremy, lên đi, hợp lý rồi đó. Ok, bây giờ, nãy sầu riêng ở bên kia rồi. Giờ cho tới sầu riêng qua bên đây nha. Xuống đi. Gì hả chị đây? Gì vậy? Cái gì vậy? À, xỉu. Lấy cầu mài đó ra em dầu được em. Đây là một căn phòng ma các bạn ơi. Thì trong ba đứa mình thì sầu riêng là đứa sợ ma nhất, cho nên mình làm cái phòng này dành tặng riêng cho sầu riêng. Phòng ma là sai lầm với em rồi. Em có gì sợ với con này á. Không đây các bạn ơi, ôi giời ơi, rất là ghê luôn, gớm thiệt chứ. Ôi là ôi. Nó hả nhát mấy bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng cuối cùng, căn phòng bí mật của Navi. Đi vô. Nào, ghê hả? Navi lừa đảo à? Lừa đảo à? Đây là căn phòng của Navi nha các bạn, căn phòng mới của Navi chỉ toàn là kim cương thôi và có tất cả các bộ giáp từ hiếm nhất cho tới rẻ nhất cho tới dễ tìm nhất. Có hết luôn, thôi xịn luôn. Ôi ôi. Xin bảo ơi. Đây. Xin năm bộ ơi. Anh đâu ra cho tụi mày xin năm bộ, trong bộ trong đây hết chứ cái bộ này nè, cái bộ này là cốt. Game mất bộ đập mất luôn rồi. Ôi giời. Ha ha ha. Game mất không lấy bộ khác nè. Hai bộ này cũng được nè. Bỏ gì nó bay. Cái đầm nha. Mất cười quá vậy trời. Sorry. Ấm ba la ấm ba la. Cái đầu của mày nó dẹp dữ rồi sorry. Ai biết đâu thì nó kỳ kỳ. Nhìn thấy ở đầu này bự quá à, cái não bị sưng hay gì á. Não sưng thì đừng có vô lý nha. Ở đây nè đó, mấy cái đồ này của mình đầy ắp kim cương luôn nha mọi người. Ôi giời ơi, đây là một căn phòng mơ ước của Navi. Ôi giời nè, ơi. Nè, thấy đồ mũ giáp thì thấy không? Nè, thấy đen đồ mũ giáp không? Nè, có sự khác biệt không? Nè, tháo mũ ra nè. Đâu đợi mũ vô coi. Đồ mũ vô nè. Cái mũ nằm ở trong cái miệng luôn. Cái vậy? Ở sao cái mũ nằm trong cái miệng vậy? Đó, nhìn trong miệng nè, đó, mất. Ủa, cái đầu bự quá. Chứ sầu riêng. Kỳ ha, sao mũ hai chi nó không hả, theo như, ủa đâu theo rồi nè, nó bự rồi nè. Cái mũ sầu riêng nó dẹp lép luôn rồi mấy bạn. Tùy loại mũ thôi, nó mới theo thôi. Đúng rồi. Đâu theo đâu. Thế hả, ok các bạn, chấm điểm cho những cái hang bí mật của tụi mình nha. Cái hang nào là đẹp nhất và các bạn thích nhất cái hang nào, các bạn để lại comment cho mình biết nha. Ơi. Hang ngọc lục bảo, hang vàng, ủa bị u não hả? Là phải cái miệng nó vô cái đầu, cái miệng nó vô cái bản mặt, còn cái đầu thì lòi lên trên. Nó giống cái chuột chiến. Nhà mình có một cái chỗ gọi là cá. Cầm cái. Thì hôm bữa mình có nghe các bạn hỏi mình là mình xây bất cứ cái gì cũng có hồ cá. Các bạn biết lý do tại sao? Lý do là tại vì mình rất thích hồ cá, nuôi những con vật ở trong nước ấy. Ở trong mình thấy có nước rồi nhìn nó mát mẻ, các bạn hiểu không? Cho nên mình rất là thích. Bạn nào thích giống mình thì để cho mình một like nha. Ok. Còn cái chỗ okay ở chỗ này là tất cả những cái vũ khí bằng kim cương. Đấy, xịn. Wow, xịn quá. Trời ơi, các bạn đừng có like, share và subscribe để ủng hộ mình, cho mình có thêm nhiều động lực làm video clip mới nha. Còn bây giờ thì bye bye, xịn giá nha. Đừng quên chấm điểm cho bọn mình nha.